chỉ con không thể trả tiền thuê nhà thì cô biến đi cho tôi. Hạo Dương. Ê, hai người biết nhau sao? Hạo Dương, may mà em gặp được anh. Hòa, em quên mất giới thiệu, em là Huyền Anh, bạn gái cũ của Hạo Dương. Bạn gái cũ? Hạo Dương, anh có thể cho em ở đây vài ngày được không? Bên phía chủ nhà cũng đuổi em rồi, bạn bè hay người thân em cũng không tin tưởng ai hết. Vậy để tôi tìm nhà giúp cô. Chị yên tâm, em với Hảo Dân giờ chỉ là bạn thôi. Đúng đó, với lại Hoàng Anh cũng là con gái, ở ngoài bộ mình không an toàn đâu. Em cứ ở đây vài ngày đi, để em vô chuẩn bị chỗ cho em nha. Ừ. Ê! Hảo Dân, lấy giúp em quần áo với. Để em lấy cho. Cô có biết là nam nữ thủ thủ bắt tương thân không vậy? Tôi với anh ấy ngày trước hay như vậy nên tôi quên để ý thôi. Nhưng mà tôi để ý. Đi thôi. Hôm nay là ngày kỷ niệm của tụi mình. Em ấy... Em đã ở nhà rất lâu rồi, không được ra ngoài. Chán chết mất. Em hứa đi chung chứ không làm phiền hai người đâu mà. Chỉ là đi chung thôi mà. Đi thôi. Ra ra ra. Anh chuẩn bị từ khi nào vậy? Bí mật. Tự nhiên đau bụng quá à. Anh vào nhà xin chút nha. Ừ, anh mau đi đi. Sao lâu quá vậy ta? Điện cũng không nghe máy. Chiếc áo này hợp với anh thật đấy. Đúng là vậy cha chị, mặc cái gì cũng đẹp. Dạo này anh trốn tránh em quá rồi đấy. Giống. Ủa? Chị Hòa, chị đừng giận. Lúc trước em hay mua đồ cho anh ý, lúc nãy không kiềm chế được, chỉ có anh ấy qua đây thử đồ thôi. Được, tôi không làm phiền việc hai người họ tưởng kỷ niệm nữa. Quá. Em đang làm cái gì vậy? Cô ta không đi, em đi. Em đừng có làm loạn nữa được không? Em làm loạn? Ví dụ mà anh ở chung với người cũ của em, anh sẽ cảm nhận như thế nào? Đừng cãi nhau nữa. Em đã tìm được nhà rồi, ngày mai sẽ chuyển đi. Thời gian qua làm phiền hai người rồi. Được rồi, đừng có giận nữa. Hạo Dân, đột nhiên trời mưa, em không có bắt xe được. Anh đến đón em được không? Được, đợi anh nha. Quá. Anh xin lỗi. Lúc nãy anh chạy gấp qua giúp Huyền Anh sắp xếp lại nhà mới mà anh quên đón em. Sao không đợi anh? Hạo Dân, ai mới là bạn gái của anh? Em nói gì vậy? Một người không thể cùng lúc chia ô cho cả hai người được đâu. Rốt cuộc bao giờ anh mới hiểu vậy? Quá. Xin lỗi, em tới muộn rồi. Ai mới là bạn gái của anh? Một người không thể cùng lúc chia ô cho cả hai người được đâu. Xin lỗi, em tới muộn rồi.
我呢？chị Hoa, em vừa đi du học về, em có thể qua nhà chị ở tạm được không? Tất nhiên là có thể rồi. Anh không đồng ý. Anh có thể sống chung với người yêu cũ được, vậy tại sao em không thể sống chung với em họ em được? Chưa kể là chúng ta đã chia tay rồi, ngay sau khi hợp đồng nhà hết hạn, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Hai người đừng có mà làm phiền tôi. Em không ngờ cậu ấy đẹp trai như thế. Vậy chúng ta... Tô tô, nhẹ thôi, chị đau nè. Hai người đây mà. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Chị Hòa, mà tay cứu của chị đúng là mất lịch sự mà. Ngay cả khi vào phòng, còn không thèm gõ cửa nữa. Yeah! Ê, mà sao tự nhiên em không đi du học nữa mà quay về đây vậy? Em thấy chị đang trên trang cá nhân, nói là không được vui, nên em về đây với chị. Em của chị vẫn còn là một good boy như trước đây sao? Em không còn nhỏ nữa. Cũng muộn rồi, đi ngủ sớm đi. Anh ngủ qua phòng khách. Tài, lấy giúp chị cái khăn tắm với. Dạ vâng. Cậu chỉ là em họ của em ấy thôi. Nam nữ thủ thủ bất thân, hiểu không? Tốt hơn bạn trai cũ như anh được rồi. Hồi nhỏ tôi vẫn hay qua nhà chị Hòa chơi. Tụi tôi còn tắm chung cùng nhau. Chưa có gì của chị ấy là tôi chưa xem qua cả. Cậu! Có khăn tôi cũng lấy lâu nữa. Đi thôi Hảo Dân. Đi đâu? Không phải hôm nay Hứa sẽ dẫn em đi bắn cung sao? Ngày trước quen nhau, mỗi tuần anh đều dẫn em đi mà. Chúng tôi cũng lâu rồi chưa đi. Được, vậy thì đấu một trận đi. Được thôi. Tự nhiên em đồng ý chi vậy? Chị đâu có biết chơi đâu. Chị tin em đi. Nếu như ai thua cuộc, sẽ phải chuyển ra khỏi nhà. Có ai sợ ai? Yes! Anh đúng là vẫn giỏi như trước. Tới lượt chúng ta rồi. Tập trung nha. Cô làm cái gì vậy? Em chỉ chụp một bức ảnh thôi mà. Đến lượt chị rồi đó. Anh chị mà muốn thắng là phải vào 3 ô 10 điểm nữa đó. Cũng còn kịp để nhận thua đó. Tập trung. Yeah, chúng ta thắng rồi, em giỏi thật đó. Bỏ tay ra. Em cố tình kiếm bộ ta để chọc tức anh đúng không? Anh nói gì vậy? Đó chỉ là em họ của em thôi. Làm gì có em họ làm như vậy? Em không thấy các cậu ta nhìn em hả? Cũng liên quan gì đến anh. Nên nhớ, chúng ta đã chia tay rồi. Cứng rồi, chị Hoa. À, thằng Nam. Vì chân cô ấy bị gãy nhẹ nên cần phải nghỉ ngơi thật tốt. May mà bạn trai của cô đẩy cô đi chỗ khác kịp lúc. Nếu không thì người nhỏ bé như cô chịu không được đâu. Cảm ơn bác. Nè bạn. Thôi, em trả cho. Thôi để anh trả cho. Thôi để anh trả. Cũng viên bao nhiêu năm rồi. Viên không có chút túi.